Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 7 đã diễn ra hội nghị của Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh trong 3 năm 2023-2025. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đề nghị cấp ủy các cấp, các cơ quan đơn vị bám sát chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các văn bản kế hoạch của Ban chỉ đạo để tuyên truyền các sự kiện lễ kỷ niệm quan trọng của tỉnh và đất nước, tích cực nghiên cứu thường xuyên đổi mới nội dung, cách thức tổ chức, quy mô nhằm đạt hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Chiều ngày 15 tháng 7, chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7 năm 2024 và sinh hoạt chuyên đề quý 2. Đồng chí Phan Thị Thùy Vân, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp, đáng chú ý ra chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Phan Thị Thùy Vân, Bí thư chi bộ đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2024, tư tưởng đảng viên trong chi bộ ổn định, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, năng động, nhiệt tình trong mọi công tác. Trong thời gian tới, chi bộ Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục giữ vững tinh thần, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng trong buổi làm việc, chi bộ cũng tiến hành sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2024 với chủ đề vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động cơ quan để các đảng viên triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tháng 6 năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,44% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 756 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 13,79%, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt trên 624 triệu đô la Mỹ, tăng 3,21%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gỗ và các sản phẩm từ gỗ, giấy và các sản phẩm từ giấy, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, sản phẩm từ chất dẻo, dây điện và dây cáp điện. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm củ mì tươi, mì lát khô, gỗ điều xẻ, gỗ tạp, cao su thiên nhiên, gỗ các loại, hạt điều tươi chưa bóc vỏ, mũ cao su, hàng rau củ quả. Bên cạnh đó, số lượng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu cũng đã có sự gia tăng đáng kể, đạt 4.662 lượt, tăng 2,81% so với cùng kỳ. Trong đó, số lượng xuất cảnh là 2.336 lượt, tăng 2,44%, và nhập cảnh là 2.326 lượt, tăng 3,18%. Thưa quý vị, trong những năm qua, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Tây Ninh cũng đã gặt hái được nhiều kết quả thiết thực. Vị trí, vai trò, vị thế của tổ chức hội ngày càng được khẳng định và ngày một nâng cao trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Một số kết quả rất đáng phấn khởi và có ý nghĩa trong công tác hội từ nhiều năm qua, đó là các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa. Tất cả đã trở thành phong trào sâu rộng với nhiều hình thức phong phú và các nghĩa cử cao đẹp. Không những thế, quỹ nghĩa tình đồng đội với nhiều nguồn đóng góp đã giúp đỡ được nhiều cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động xây tặng nhà tình nghĩa, trao tặng quà nhân các dịp lễ Tết, chăm sóc, thăm hỏi lúc ốm đau. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong, Trung ương Đoàn Trung ương Hội đã đến gia đình tôi và ưu ái cho tôi được một căn nhà tình đồng đội. Thì tôi xin cảm ơn tất cả quý ban, quý hội đã giúp đỡ cho gia đình tôi được căn nhà no ấm. Những việc làm sâu nặng và nghĩa tình đồng đội, thấm đẫm tính nhân văn của tổ chức hội, các cấp đã gắn kết tình cảm giữa các cựu thanh niên xung phong với nhau, gắn kết hội viên với tổ chức hội. Tổ chức hội trở thành ngôi nhà chung, sưởi ấm tình đồng đội, đồng chí thiêng liêng. Thành lập chính thức là năm 2013. Cái nhiệm vụ chính sẽ là cái chỗ là cái phần mà nghĩa tình đồng đội, tức là cái việc giải quyết được những cái vận động nhau để mà giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Hai nhiệm vụ chính trị quan trọng của hội
đó là thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử và chăm sóc lẫn nhau qua cái phong trào vì nghĩa tình đồng đội. Trong thời gian tới, các cấp hội cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách, chế độ đối với thanh niên xung phong và thực hiện các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, làm tốt việc chăm lo đời sống hội viên cựu thanh niên xung phong, giúp đồng đội có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ ngày 1 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm đã tăng giá theo lương. Điều này tác động đến đời sống của người dân, đặc biệt là đối tượng công nhân, người lao động phổ thông. Để góp phần bình ổn giá cả trên thị trường, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng tiến hành điều tra, kiểm soát giá theo định kỳ nhằm bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố. Những ngày gần đây, sau khi lương cơ sở tăng, một số mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm đã tăng giá. Trong đó, thực phẩm là nhóm có giá tăng cao nhất trong nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Để kiểm soát thị trường, bình ổn giá, công tác phối hợp giám sát biến động giá tại các chợ được tăng cường triển khai nhằm tránh tình trạng găm hàng, tăng giá đột biến. Luôn luôn kiểm tra hàng tháng là từ ngày 4, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng là kiểm tra và coi như nhắc nhở bà con coi như là lên giá đột biến. Đối với những trường hợp mà lên giá đột biến thì chúng tôi sẽ lập biên bản. Chợ mình là không có mé nên mình cứ giữ gió, họ có giữ họ tan mình cũng không chịu tan. Là mình giữ gió để ổn để cho mình dễ bón. Chứ còn mình tan là khó bón lắm. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, giá cả của thành phố Đà Nẵng tăng 2,86%. Đây là mức tăng trong sự kiểm soát của thành phố. Trong bối cảnh hàng hóa có biến động theo lương, Cục Thống kê sẽ duy trì việc kiểm soát, điều tra giá nhằm góp phần bình ổn thị trường, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đã kiểm soát tốt cái việc mà giá cả nằm trong cái định mức tăng cho phép mà được kiểm soát dưới 4%. Cái giai đoạn sắp đến là chúng tôi đã có cái kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Quản lý thị trường và tất cả các ban quản lý các chợ sẽ thực hiện tốt các công tác quản lý giá. Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận hàng hóa với giá cả phù hợp trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, ngành công thương Đà Nẵng tiếp tục duy trì tháng khuyến mại, đồng thời tăng cường công tác điều hành giá các tháng còn lại trong năm nhằm ngăn chặn đầu cơ hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Từ cuối tháng 6, tôm càng xanh vào vụ thu hoạch, nhưng giá cả lại bấp bênh. Theo người nuôi tôm tại Kiên Giang, nguồn cung giảm nhưng giá tôm càng xanh ngày càng rẻ. Theo đó, mỗi kg tôm càng xanh sâu có giá khoảng 60-90.000 đồng tùy loại, giảm 15.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các tiểu thương chia sẻ, tôm càng xanh ăn gọt thịt nhưng vỏ nhiều nên các bà nội trợ kén mua. Ở các chợ truyền thống, tôm càng xanh loại 28-30 con 1 kg có giá 110.000 đồng, loại 20 con là 150.000 đồng. Tại các địa phương chăn nuôi trọng điểm của cả nước, khảo sát sơ bộ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và các doanh nghiệp lớn cho thấy đàn heo giảm từ 30-40%, có nơi giảm tới 70%. Năm ngoái, giá heo hơi giảm mạnh và neo ở mức rất thấp khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng trong một thời gian dài. Dịp này, dịch tả heo châu Phi lại hoành hành ở nhiều địa phương. Người chăn nuôi lo ngại không dám tái đàn, dẫn đến nguồn cung ra thị trường giảm đáng kể, đẩy giá mặt hàng thịt heo tăng bất chấp thị trường đang vào mùa tiêu thụ thấp điểm nhất năm. Ghi nhận tại các chợ truyền thống, so với thời điểm đầu năm nay, giá các loại thịt thương phẩm đã tăng 20-30%. Ngày 14 tháng 7, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, nghi phạm gây ra vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump có chất nổ để trong xe của đối tượng. Theo hãng tin CNN và tờ Wall Street Journal, chất nổ đã được tìm thấy trong xe của nghi phạm Thomas Matthews. Chiếc xe này được cho là đã đậu gần nơi diễn ra buổi vận động tranh cử của ông Trump ở Butler, bang Pennsylvania. Giới chức Mỹ cho biết đã sử dụng khẩu súng mà nghi phạm Ross sử dụng để xác minh danh tính của đối tượng do tên này không mang giấy tờ tùy thân.
đồng nội tệ Nhật Bản vẫn chịu áp lực sau những ngày tăng mạnh vốn được cho là có sự can thiệp của chính quyền. Áp lực này đang đè nặng lên chính sách tăng lương của chính phủ, khi mà các nhà hoạch định chính sách ở nước này đang kỳ vọng việc tăng lương sẽ giúp thúc đẩy một chu kỳ kinh tế lành mạnh. Hôm 12 tháng 7, đồng yên đã đột ngột tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần với tỷ lệ quy đổi 157 yên đổi 1 đô la Mỹ, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Tokyo có thể đã can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm trực dậy tỷ giá đồng nội tệ. Bộ Tài chính Nhật Bản từ chối bình luận về khả năng trên, nhưng đã lên tiếng cảnh báo rằng việc đồng yên yếu đi sẽ làm giảm sức mua của người dân nước này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.